nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt hung mãnh như vậy, rất nhiều đế thú bị dọa đến không khỏi lui lại, hơn ngàn con đồng thời xuất thủ. Một trận oanh minh kịch liệt, hơn ngàn con đế thú đồng thời xuất thủ, lực lượng lại thông qua phương pháp đặc thù của thiên đạo hỗn hợp lại, toàn bộ thần giới xuất hiện một cái khe to lớn, một đạo khí tức hủy diệt thế gian đập vào mặt. Một con đế thú không đáng để lo, hai con cũng không tính là gì, nhưng lên trăm con, hơn ngàn con, đồng thời phát ra công kích, đích thực cực kỳ đáng sợ. Xem như nhiếp vân, cũng cảm thấy cố hết sức, dù sao, lần này hắn tương đương với đối mặt hơn ngàn vị đại đế. Thánh Sơn, ra, biết chỉ bằng vào lực lượng chỉ sợ ngăn cản không nổi, Nhiếp Vân không chút do dự, mi tâm lóe lên, Thánh Sơn to lớn bỗng nhiên bay ra, thẳng tắp nghênh đón trên ngàn con đế thú công kích. Ầm, um, mặt đất nứt ra, hải dương sôi trào, núi cao khuynh đảo. Thánh Sơn kịch liệt chấn động, chặn hơn ngàn con đế thú liên hợp công kích, ngay sau đó ở dưới sự khống chế của Nhiếp Vân, tiếp tục rơi xuống hơn ngàn con đế thú ngao ô tựa như kèn lệnh trong chiến trường vang lên lại có mấy ngàn con đế thú đồng thời xuất thủ lực lượng giống như trường hà va chạm tới thánh sơn bành thánh sơn chấn động kịch liệt rốt cuộc không chống lại được bay ngược mà về nhiếp phân nhướng mày hai tay bỗng nhiên cầm ra thánh sơn bay ngược lập tức ngừng ở trên không trung không ngừng run rẩy mấy ngàn con đế thú liên hợp công kích quá cường đại coi như nhiếp phân hiện tại cũng không chống lại được Ngao ô, đánh lui Thánh Sơn, làm cho nhiếp vân lui lại, lại một thanh âm kèn lệnh vang lên, giữa thiên địa lần nữa kéo ra một màn tre, rất nhiều đế thú lui lại, tựa như binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh Lui vào tấm màn đen biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. chương 3627, các đại đế vô sỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đáng giận, biết là thiên đạo để tất cả đế thú rời đi, sắc mặt của nhiếp vân trầm thấp. Nói thật, số lượng đế thú thực sự nhiều lắm coi như thực lực của hắn đã đạt tới thần giới không người có thể địch vẫn như cũng không dám đuổi theo hơn ngàn con đế thú liên hợp công kích liên tục mấy lần cho dù hắn có thánh sơn cũng cảm thấy khí huyết phù phiếm có chút không chống đỡ được nhất định phải liên hợp tất cả đại đế thậm chí để nhiều người hơn tấn cấp liên hợp lại cùng nhau mới được chỉ bằng vào thực lực cá nhân là không thể nào thắng qua nhiều đế thú như vậy điều tức một chút triệt để khôi phục lại nhiếp phân trầm tư Tuy thực lực của hắn mạnh, nhưng không có khả năng một người diệt sát gần 10.000 đế thú, biện pháp tốt nhất là liên hợp đại đế khác, tất cả mọi người chung một chỗ liên thủ. Nếu không nhiều đế thú như vậy lần nữa quy mô đánh tới, tất nhiên là thời điểm thần giới hủy diệt. Thu, nghĩ đến điểm này, trong lòng nhiếp vân đã có so đo, bàn tay vồ một cái, mấy trăm thi thể đế thú bị thu vào thế giới nạp vật. Có những thi thể đế thú này, đủ để đám người phụ thân nhiếp khiếu thiên, thê tử lạc khuynh thành tấn thăng đế cảnh. Đương nhiên, cũng có thể để tu vi của hắn lần nữa tăng lên. Trước liên hợp đại đế khác, làm ra quyết định, quay đầu nhìn lại, thời điểm đế thú đi tới, chỉ có mấy vị đại đế ngăn cản, cộng lại không đủ 10 vị, cường giả đế cảnh khác căn bản không thấy tung tích. Đại đế khác đâu, nhíu mày, nhiếp phân nhìn về phía hiên viên đại đế đã gần như kiệt sức hỏi. Còn đang chờ đợi phù thế tháp, hiên viên đại đế lắc đầu, vẫn chờ, nhiếp phân nhíu mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đế thú đột kích, thần giới cửu châu sắp hủy diệt một nửa, những đại đế này không đến giết địch, mà còn đang chờ phù thế tháp hư vô phiêu miểu, chẳng lẽ muốn chết ở kỳ nguyên này sao? Hô, trong lòng nổi giận, tinh thần khẽ động, nhiếp phân xuất hiện ở trước phù thế tháp, quả nhiên thấy chỉ ít có hơn 60 vị đại đế, vẫn như cũ hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm tháp cao, căn bản không quản thần giới hủy diệt hay không. Trong mắt bọn hắn, thần giới sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ có bản thân sống sót mới là thật. Nhiếp phân vừa xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều đại đế cảnh giác, từng cái lạnh lùng nhìn qua, mang theo bất thiện. Nhiếp vân đại đế, ngươi không phải nói không tranh đoạt phù thế tháp sao? Vì sao lại đến tranh với chúng ta? Thực lực của ngươi coi như không cần phù thế tháp, cũng có thể vượt qua kỷ nguyên, cần gì tranh đoạt với chúng ta? Thật muốn tranh đoạt cũng không có gì, chúng ta chỉ phải trước liên hợp xuất thủ trấn áp ngươi. Mặc dù ngươi lợi hại, ngay cả đám người hiên viên đại đế cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta nơi này có 6-70 vị đại đế, liên hợp lại, Ngươi khẳng định cũng không phải là đối thủ, ta khuyên ngươi nên lập tức rời đi đi, đừng chọc chúng ta không vui, nếu không trấn áp diệt sát ngươi là rất có thể. Mau mau rời đi, nếu không, chúng ta liền động thủ. Thấy ánh mắt của Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn phù thế tháp cách đó không xa, rất nhiều đại đế đồng thời đứng dậy, mang theo định ý nồng nặc. Đế thú đột kích, thần giới sắp hủy, các ngươi không đi chiến đấu, lại còn trông coi đồ vật hư vô phiêu miểu này. Đối mặt mọi người quát lớn, thân sắc của Nhiếp Vân càng ngày càng khó coi kỷ nguyên hủy diệt toàn bộ sinh linh tử vong đây là luân hồi là chuyện tất nhiên chúng ta cũng không thể ngăn cản có thể bảo trụ bản thân cũng không tệ rồi quản nhiều như vậy làm gì thần giới sớm muộn cũng sẽ hủy diệt tiến lên lâm vào nguy hiểm còn không bằng chờ phù thế tháp thuận lợi vượt qua hạo kiếp lần này lại nói sinh linh thần giới chết sống cùng ta có liên can gì nghe được hắn nói các đại đế khác cười lạnh cường giả đế cảnh sớm đã vượt qua thế tục sinh linh phổ thông trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến, tử vong hay không, đối với bọn hắn mà nói không có chút ảnh hưởng nào. Thời điểm hưởng thụ sinh linh cung phụng, yên tâm thoải mái, lúc tai nạn tới, chỉ nghĩ bản thân. Nguyên lai like đây chính là đại đế mà người người kính ngưỡng. Nghe được chúng nhân nói lời vô sỉ, Nhiếp Vân giận quá mà cười. Quá buồn cười, những đại đế này, đứng ở đỉnh thần giới, hưởng thụ vô số người cung cấp tài phú cùng tiện lợi, khi đó, bọn hắn không nói sinh linh vô dụng, đáng chết. Hiện tại hạo kiếp đến rồi, không đi hỗ trợ, chỉ nghĩ mình phải chăng có thể sống sót, vô sỉ tới cực điểm. Vô sỉ ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn nói đường hoàng như thế. Nhiếp vân đại đế, người cũng không cần trang thanh cao làm gì. Nghe nhiếp vân chế diếu, trên mặt rất nhiều đại đế có chút không nhịn được, một đại đế đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Nếu như người không muốn sống qua kỷ nguyên kế tiếp, vậy ngươi đi đối kháng thiên đạo đi, đừng kéo chúng ta. Không sai, nhiều kỷ nguyên như vậy, vô số đại đế đều chống không lại thiên đạo, vì sao chúng ta còn muốn tự tìm khổ ăn? Chống không lại, còn làm thiên đạo tức giận, triệt để hạ sát thủ, còn không bằng an tâm chờ phù thế tháp, có lẽ có thể sống qua kỷ nguyên này. Lại có hai vị đại đế đứng dậy, rất tốt, rất tốt, nghe được đối phương nói vô sỉ, nhiếp vân hít mắt lại, trên người sát cơ sôi trào. Mọi người chú ý, hắn muốn động thủ với chúng ta, nhanh liên hợp lại. Trong đám người một vị đại đế hí dài, không cần hắn nói, đại đế khác cũng nhìn ra sát ý trên người thiếu niên, tất cả đều duỗi hai tay ra, lực lượng của hơn 60 vị đại đế trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau. Đế thú tiến đến phá hư thần giới, không thấy các ngươi liên hợp như vậy, hạo kiếp đi tới trước mặt, vô số sinh linh hủy diệt, không thấy các ngươi đồng lòng như thế. Lúc này vì đối kháng ta, lại liên hợp cùng nhau, lực lượng chỉnh tề như vậy, không phân khác biệt. Rất tốt rất tốt, nhìn thấy các đại đế triệt để liên hợp, nhiếp phân giận quá mà cười. Đã như vậy, các ngươi đều chết đi cho ta, gầm lên giận dữ, nhiếp vân không quản những người này, nghi tâm khẽ động, thánh sơn đột nhiên bay ra. Đi, ầm ầm, thánh sơn trở nên lớn như một châu, thẳng tắp đập tới. Cùng động thủ, thấy thánh sơn áp xuống uy lực vô tận, để cho người ta tuyệt vọng, các đại đế ra sức la hét, đồng thời xuất thủ. Ầm, hơn 60 vị đại đế liên hợp, hình thành công kích, xuyên thấu cổ kim, giống như thời gian trường hà từ viễn cổ bắn tới, hung hăng va chạm với thánh sơn chương 3628, toàn bộ chém giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Theo bọn hắn nghĩ, coi như thiếu niên trước mắt này lợi hại hơn nữa, một người đối kháng 10 đại đế coi như giỏi lắm rồi, bọn hắn hơn 60 vị đại đế chỉ cần liên hợp, nhất định có thể để hắn biết khó mà lui. Chính bởi vì có loại tự tin này, nên đối với thần giới đệ nhất nhân, cũng không có quá nhiều e ngại. Bất quá, khi Thánh Sơn nhấn tới, lập tức biết không phải là chuyện như vậy. Thánh Sơn phảng phất như tinh cầu rơi xuống, mà bọn họ và một đám sâu kiến vô dụng liên hợp hình thành công kích, mặc dù cường đại khiến người sợ hãi, nhưng đánh lên Thánh Sơn không có chút tác dụng nào, kiến càng lay cây, là sao có thể nhúc nhích? Cái này, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin, rất nhiều đại đế khủng hoảng, theo bọn hắn nghĩ, cùng là đại đế, coi như thiếu niên ở trước mắt cường đại, cũng sẽ không lợi hại quá nhiều, thật giống như Hiên Viên đại đế, danh xưng thần giới đệ nhất nhân. Trên thực tế ba bốn vị đại đế lợi hại liên hợp, hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại bọn hắn có 6-70 vị đại đế, trong đó xếp hạng top 10 càng có 6-7 cái, toàn bộ thần giới cơ hồ 80% cường giả đế cảnh trở lên đều tới, liên hợp chung một chỗ lại không phải đối thủ. Cái này, làm sao có thể, lạch cạch, không có chút đình trệ nào, thánh sơn áp bách xuống, 67 vị đại đế tự cho là đúng, ở dưới áp lực cường đại, đồng loạt quỳ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này, nhiếp vân đánh ra một chiêu mấy trăm con đế thú cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đừng nói những đại đế này coi như số lượng lại nhiều cũng vô dụng hô thời điểm mọi người ở đây quỳ dạp xuống đất hiên viên đại đế chạy tới nhiếp vân không thể giết bọn hắn chỉ bằng vào mấy người chúng ta là không thể nào chống lại thiên đạo lúc này cường giả đế cảnh càng nhiều thắng lợi khả năng càng lớn thấy cảnh này hiên viên đại đế sao còn không biết chuyện gì xảy ra vội vàng nói cho dù đối với cách làm của những đại đế này, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng tình huống hiện tại, thiên đạo thật quá đáng sợ, đánh chết các đại đế mà nói, tương đương tự mình chặt tay, nguyên bản cục diện rất bị động, sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đúng vậy, nhiếp vân đại đế, người không thể giết chúng ta. Đúng, chúng ta bảo đảm thời điểm đế thú tới, sẽ tham gia chiến đấu. Hắc hắc, người có bản lãnh liền giết a, chúng ta chết, chỉ bằng mấy người các ngươi khẳng định cũng chống không lại thiên đạo, cùng lắm thì mọi người cùng chết dù sao có thần giới đệ nhất nhân như ngươi chôn cùng chúng ta cũng biết thực lực của thiếu niên trước mắt bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp cũng chống không lại có bắt đầu chịu thua cũng có cười lạnh bọn hắn đoán chắc vì đại cục nhiếp vân khẳng định không dám động thủ với bọn hắn cường giả đế cảnh chỉ có bấy nhiêu hạo kiếp tiến đến những sinh linh khác căn bản vô dụng chỉ có cường giả đại đế mới có thể phản kháng nếu như nhiếp vân giết chết bọn hắn mà nói chẳng khác nào triệt để phá hủy con đường sống tiếp mọi người sẽ cùng chết loại sự tình này người ngu đi nữa cũng sẽ không làm. Cho là ta không dám giết các ngươi." Nghe được thanh âm cười lạnh, ánh mắt của Nhiếp Vân băng lãnh. "Ha ha, vậy ngươi giết a, giết chúng ta chính là tự đoạn hai tay, dù sao hy vọng sống sót của mọi người rất xa vời, có bản lĩnh liền động thủ, không có bản sự liền thả lão tử ra, chăm chú nhận lỗi, lão tử tâm tình tốt, có lẽ sẽ đáp ứng cùng các ngươi chung một chỗ chống lại thiên đạo. Không có chúng ta, ta không tin một mình ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ." Mau buông ra, nếu không bản đế sinh khí, lại không liên hợp với các ngươi, ta xem ngươi có thể làm gì ta." Nghe được Nhiếp Vân nói, các đại đế khác cười lạnh. "Nhiếp Vân, không thể giết những người này, đại đế chúng ta vốn ít, nhiều đế thú như vậy, không có đại đế liên hợp, chúng ta khẳng định chống không lại." Đám người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân cũng đi tới khuyên can. Nghe được mấy người kia giúp bọn hắn nói chuyện, rất nhiều đại đế bị Thánh Sơn áp chế đều cười lạnh, khuôn mặt vặn vẹo Nghe được không nhiếp vân, lập tức thả chúng ta ra, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không coi như người bắt chúng ta quỳ xuống, chúng ta cũng không đi chiến đấu với thiên đạo, cùng lắm thì người giết chúng ta, mọi người đồng quy vô tận. Dù sao thực lực của ta ở trong đại đế khác xếp hạng chót, mệnh không đáng tiền, ngươi là thần giới đệ nhất nhân, lại không giống A, à, giết chúng ta, mọi người cùng nhau chết, có người chôn cùng, cũng coi như kiếm lời. Dưới thánh sơn, các đại đế đều tùy ý cười, bọn hắn chắc chắn, nhiếp vân không dám động thủ, các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Không để ý tới đám người phổ thiên, hiên viên nhắc nhở, nhiếp. Vân thương hại nhìn rất nhiều đại đế trước mắt, cười lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh ra. ầm ầm thiên địa hủy diệt, vũ trụ sụp đổ, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, các đại đế mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, không nghĩ tới hắn thực xuất thủ, còn người còn lại, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cùng lúc biến thành bánh thịt, Hồn phi phách tán, cái gì cũng không chạy thoát. Cái này, Thiên Viên Đại Đế lảo đảo, xém chút ngất đi, một chiêu chém giết trên 80% đại đế của thần giới. Xong, đám người phổ thiên đại đế tuyệt vọng, tình huống vốn không lạc quan, lại giết chết nhiều đại đế như vậy, tiền đồ của thần giới đã hoàn toàn u ám. Nhiếp Vân, người giết bọn hắn? Nguyên Dương Đế Quân thực sự nhịn không được mở miệng, mặc dù những người này đáng chết, ta cũng muốn động thủ, nhưng thực giết nhiều đế thú như vậy, chúng ta làm sao chống lại, làm sao chống qua? những người này giữ lại cũng sẽ không chân chính đối kháng thiên đạo, sẽ chỉ biến thành vướng víu. nhiếp vân hừ một tiếng, nhìn thái độ của bọn hắn, còn nằm mộng bình an vượt qua kỷ nguyên này, căn bản không dự định cùng thiên đạo chính diện chống lại, đã như vậy, giữ lại thì có ích lợi gì? còn không bằng giết. hô, không nói thêm lời, tay nhiếp vân vồ lấy thi thể đại đế bị hắn đồng thời thu vào thế giới nạp vật, thứ hại người này cũng hủy đi a. À nhìn thoáng qua phù thế tháp để rất nhiều đại đế lưu luyến không rời, nhiếp vân cười lạnh một tiếng, tế thánh sơn ra, muốn phá hủy. chương 3629, đại đế sống nhiều kỷ nguyên thần phục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bất quá, còn không có động thủ, thiên địa chấn động, quang mang thất thải biến mất, phù thế tháp triệt để từ trong hư không xuất hiện, mang theo khí thức bao trùm vạn giới. Phù thế tháp triệt để xuất thế, hô 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 hô, ngay thời điểm phù thế tháp xuất hiện, không gian trước mắt không ngừng vặn vẹo, hơn 10 thân ảnh đột một xuất hiện, đồng thời bắt tới tháp cao. Những người này gần như đồng thời xuất thủ, từng cái lực lượng to lớn đến cực điểm, thủ đoạn càng quỷ dị khó lường, tựa hồ có được thực lực không kém gì hiên viên đại đế. Là những lão quái vật kia, nhiếp vân nhận ra được, hừ, một mực dấu ở bên cạnh, lúc này đi ra, xem ra muốn các ngươi cũng không có tác dụng gì, cùng chết đi. Nhìn thấy những lão quái vật nhiều kỷ nguyên này, vừa rồi thời điểm đế thú giết tới không lộ diện, Phù thế tháp xuất hiện, lại từng cái xuất hiện, sắc mặt nhiếp vân âm trầm, Thánh Sơn lần nữa đập tới. Ầm ầm, hơn người thân ảnh còn không có cầm được phù thế tháp, liền cảm thấy phía sau rét lạnh, trong nháy mắt ra đầu nổ lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trở tay công kích. Mặc dù thực lực các lão quái hơn xa đám người hiên viên đại đế, nhưng uy lực của Thánh Sơn quá mạnh, để bọn hắn hoảng sợ. Ầm ầm, tất cả lực lượng công kích ở trên Thánh Sơn, chỉ để Đại Sơn dừng lại một chút. Ân không nghĩ tới chỉ 10 đại đế sống nhiều kỷ nguyên, liên hợp sinh ra công kích liền vượt qua hơn 60 vị đại đế công kích, nhiếp vân hơi sững sờ, bất quá không thèm để ý chút nào, lực lượng trên tay gia tăng. Lạch cạch, hơn 10 vị đại đế sống nhiều kỷ nguyên không chịu nổi, giống như rất nhiều đại đế lúc trước, đồng loạt quỳ dạp xuống đất. Cái này, quá cường đại, đám người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế trợn mắt hốc mồm, sắp điên rồi. Hơn 60 vị đại đế, bị một chiêu chém giết, hồn phách không chạy ra được, hơn 10 vị đại đế sống nhiều kỳ nguyên, vậy mà cũng một chiêu miểu sát, thực lực của Nhiếp Vân nên mạnh bao nhiêu? Thần giới làm sao có thể sinh ra người cường đại như vậy? Muốn hiện tại chết, hay cùng ta chung một chỗ chống lại thiên đạo? Một chiêu đè xuống nhiều đại đế, Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn qua. Những đại đế này sống nhiều kỳ nguyên, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, thực lực cũng mạnh, có thể giúp đỡ chống lại thiên đạo mà nói, tuyệt đối là một giúp đỡ lớn. Chúng ta hơn 10 vị đại đế sống nhiều kỷ nguyên vốn nghĩ xuất hiện cướp được phù thế tháp xong liền đi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại bị chân áp tại chỗ, từng cái cắn răng kiên trì, trên mặt đều do dự. Bọn hắn sống thời gian lâu dài, thấy qua vô số đại đế chống lại thiên đạo, đều biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, biết kết cục chống lại thiên đạo, cảm xúc càng sâu. Ba tức thời gian, không đáp ứng, chết ngay bây giờ. Thấy bọn họ do dự, nhiếp vân cũng lời nói nhảm, dù sao hơn 60 đại đế cũng giết, lại giết nhiều mấy cái cũng không có gì. Ba, hai, khuôn mặt của nhiếp vân như băng, lạnh lùng nhìn đám người bị. Thánh Sơn đè ở phía dưới. Một, tốt đã đến giờ, chung một chỗ chống lại thiên đạo hay chết. Làm ra lựa chọn đi, ta, biết thiên đạo lợi hại, ta không đối nghịch với nó. Một vị đại đế sống nhiều kỳ nguyên quát, bất quá, tiếng hô của hắn còn không có kết thúc, toàn thân đột nhiên bành trướng. ầm, uhm, một tiếng oanh minh kịch liệt, tại chỗ nổ thành thịt nát. A, à, nhìn thấy lão quái vật sống hơn một kỷ nguyên tử vong ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp những người khác phát mộng những người khác thì sao ta không có quá nhiều kiên nhẫn nhiếp vân tiếp tục nhìn tới ta đồng ý cùng ngươi chung một chỗ chống lại thiên đạo ta qua đủ loại thời gian trốn đông trốn tây này rồi chung một chỗ phản kháng thiên đạo tranh thủ quang minh chính đại sống sót ta cũng vậy biết thiếu niên sẽ thực hạ sát thủ các đại đế sống nhiều kỷ nguyên khác đều cắn răng đồng ý giờ phút này đã đâm lao phải theo lao không đồng ý cũng không được. Có thể đoán được chỉ cần không đáp ứng, thiếu niên này nhất định sẽ để bọn hắn chết tại chỗ. Hiến tế linh hồn đi, thấy bọn họ đáp ứng, nhiếp vân thản nhiên nói. Hiến tế linh hồn, rất nhiều đại đế sầm mặt lại. Linh hồn hiến tế, chẳng khác nào tính mệnh bị người khác khống chế, không có cách nào phản kháng. Ta đáp ứng ngươi, nhưng không hiến tế, nhiều kỳ nguyên như vậy ta cũng không khuất phục thiên đạo, làm sao có thể khuất phục ngươi. Một vị đại đế quát, tốt, nhiếp vân nhíu mày, ầm vị đại đế này đồng dạng chưa nói xong liền nổ thành thịt nát chết không thể chết lại giết chết vị đại đế này xong nhiếp phân giống như làm một sự tình không có ý nghĩa tiếp tục nhìn mấy người còn lại còn có không muốn hiến tế sao không có không có đại đế khác sợ choáng váng lại không nói nhảm trực tiếp hiến tế linh hồn không hiến tế không được a à? hiến tế còn có thể sống không hiến tế lập tức chết ngay người ngu đi nữa cũng biết lựa chọn ra sao như vậy cũng được, đám người hiên viên đại đế không ngừng nuốt nước bọt, đại đế là tồn tại đỉnh phong của thần giới, là một đám người kiêu ngạo nhất, có thể sống nhiều kỳ nguyên càng là đế cảnh đỉnh phong trong đỉnh phong, ngay cả thiên đạo cũng không khuất phục, giờ phút này lại phải khuất phục một nhân loại. Bất quá, nếu như đổi lại bọn họ gặp được loại tình huống này, có khuất phục hay không? Nghĩ nghĩ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nhất định sẽ khuất phục, Nguyên Dương, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, sớm cùng hắn giao hảo, nếu không chúng ta khả năng đều đã chết phổ thiên đại đế lắc đầu nhìn về phía nguyên dương đế quân sở dĩ hắn coi trọng nhiếp vân chính là bởi vì nguyên dương đề nghị hiện tại xem ra vẫn là ánh mắt của đối phương tốt đã sớm biết thiếu niên này không giống bình thường nếu không sớm thành bằng hiếu hiện tại bọn hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn đại đế khác không phải hiến tế linh hồn chính là bị giết rất nhanh rất nhiều đại đế hoàn tất hiến tế linh hồn lúc này cổ tay của nhiếp vân mới rung lên thu hồi thánh sơn hô áp lực tiêu hết rất nhiều đại đế cười khổ một tiếng, đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt nhiếp phân. Hoàn toàn thần phục, biết sinh mệnh đều ở một ý niệm của đối phương, đào tẩu cũng vô ích, giấy dụa còn không bằng an tâm tiếp nhận. Yên tâm, ta tất nhiên có thể hủy diệt thiên đạo. Để thần giới đạt tới vĩnh hằng chân chính, thấy tinh thần của mọi người đê mê, nhiếp phân khoát tay áo. chương 3630, Đại lượng tạo nên đại đế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Người khác nói lời này, có lẽ mọi người sẽ chỗ cười nhạo, nhưng thiếu niên nói tự tin như vậy, chẳng biết tại sao lại có vẻ kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, thực lực của hắn cường đại như thế, có lẽ thật sự có thể hoàn thành sự tình mà chưa ai hoàn thành. Lần này chúng ta sẽ tử chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân, đã như vậy, cái phủ thế tháp này giữ lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trực tiếp hủy đi. Thấy mọi người một lần nữa giấy lên lòng tin, nhiếp vân nhướng mày, thánh sơn trong tay rơi xuống. Âm âm thánh sơn phối hợp lực lượng của hắn uy năng như biển phù thế tháp căn bản không có bất luận ngăn cản gì liền tầng tầng sụp đổ vỡ thành bột phấn cái này rất nhiều đại đế thấy cảnh này lần nữa nuốt nước miếng một cái siết chặt nắm đấm trước đó còn có đại đế khao khát giờ phút này cũng biết không có đường lui xem ra chỉ có thể cùng thiên đạo quyết tử chiến một trận nhưng mà chỉ những đại đế chúng ta làm sao chiến thắng mấy ngàn con đế thú thiên viên đại đế đi tới không có đường lui tất cả mọi người khẳng định chỉ nghĩ quyết chiến, sẽ không còn có tâm tư khác, chỉ là nhân số của bọn hắn thực sự quá ít, đối kháng mấy ngàn đế thú. Phần thắng cơ hồ là không, ai nói chỉ mấy đại đế chúng ta, đi theo ta, hiện tại ta liền để thần giới tăng thêm đại đế. Nhiếp vân hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trở lại liên nguyệt các. Nghe nói như thế, đám người đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút không hiểu nổi, bất quá không dám do dự, cũng theo sát ở phía sau thuấn di tới mọi người trong liên nguyệt các, tất cả đều ra đi. Đứng ở bên ngoài liên nguyệt các, nhiếp vân vung tay, thản nhiên nói. Hô 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 hô, nương theo thanh âm của hắn, trong liên nguyệt các, xông ra mấy trăm nhân ảnh. Hơn chín thành đều là hắn từ hỗn độn Hải Dương mang tới. Hỗn độn Vương, A Dục Vương, người quen cùng hắn có liên quan, nhiếp khiếu thiên, lạc chiêm hào, bách hoa tu, thiết lan. Còn có bằng hữu ở nơi này kết giao như Diệp Đào, Trác Dương, Việt Lão, đám người diệu âm tiên tử những người này ở đây được tài nguyên của hắn cung cấp vô hạn thời gian không ngừng thay đổi cả đám đều có thực lực thiên đạo cảnh mấy trăm cường giả thiên đạo cảnh mặc dù những cường giả này tiềm lực lớn nhưng cách đế cảnh còn kém xa lắm a à. các đại đế theo sau tới từng cái đưa mắt nhìn nhau không biết nhiếp vân muốn làm cái quỷ gì những thiên đạo cảnh này ở bình thường đều là đại nhân vật danh chấn nhất phương nhưng bây giờ muốn chống lại thiên đạo không đủ nhìn không khác sinh mệnh phổ thông chút nào thu Thấy đám người trong Liên Nguyệt Các tất cả đều đi ra, Nhiếp Vân không để ý tới những người khác suy nghĩ lung tung, bàn tay vồ lấy. Mấy trăm cường giả Thiên Đạo trong nháy mắt biến mất. Thấy cảnh này, đám người càng thêm mê hoặc, Nhiếp Vân đây là muốn làm gì? Phổ Thiên Đại Đế nhìn về phía Nguyên Dương Đế Quân, ta cũng không biết, Nguyên Dương Đế Quân mặt mũi tràn đầy cười khổ, thiếu niên một hơi chém giết hơn 60 vị đại đế, cơ hồ chém giết sạch sẽ đại đế của thần giới, giờ phút này còn nói muốn dẫn bọn hắn đi gặp càng nhiều đại đế hơn nhưng bọn hắn thân là dân bản địa thần giới sống không biết bao nhiêu năm thần giới có bao nhiêu cường giả đế cảnh sao lại không biết đã bị ngươi giết hơn chín thành nơi nào còn có càng nhiều đại đế không thấy được cũng không cần gấp thực lực của ngươi cường đại cùng lắm thì chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác nhưng để chúng ta nhìn một đám cường giả thiên đạo cảnh làm gì không biết làm gì nhưng hắn luôn sáng tạo kỳ tích có lẽ có thể có cử động không bình thường thiên viên đại đế nói mặc dù không biết thiếu niên muốn làm gì nhưng hắn biết muốn làm khẳng định không đơn giản lời còn chưa dứt hô 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 vừa rồi đám người nhiếp phân thu lần nữa xuất hiện ở trước mắt ân cái này làm sao có thể nhìn thấy đám người này xuất hiện lần nữa mới đầu mọi người không có để ý tới bất quá nhìn kỹ một chút tất cả đều sửng sốt tất cả đều biến thành cường giả đế cảnh lúc nào cường giả đế cảnh giá rẻ như thế cái này hắn đến cùng làm sao làm được Mặc kệ bọn hắn sống bao nhiêu năm, cũng đều trợn mắt há mồm, cả người sắp điên rồi. Một đám cường giả thiên đạo cảnh, bị thiếu niên lấy đi không đến 10 cái hô hấp, đi ra liền biến thành cường giả đế cảnh. Đại ca, ngươi là đùa giỡn, hay con mắt ta ảo giác, âm ầm loại nghi hoặc này không có duy trì quá dài, bầu trời liền xuất hiện kiếp phân minh mông. Đại đế xuất hiện thực sự nhiều lắm, kiếp phân to lớn, uy lực đã có thể so với lúc nhiếp phân trùng kích đại đế. Bất quá, đại đế thực sự nhiều lắm, mấy trăm cường giả thiên đạo cảnh tấn thăng thành đại đế, uy lực của hạo kiếp có chút không đáng chú ý, đám người đồng loạt động thủ. Âm âm, lực lượng cường đại trực trùng vân tiêu, thời gian, không gian pháp tác đều vặn vẹo, hạo kiếp tới đụng một cái, lập tức tan giã, sau cơn mưa trời lại sáng. Ha ha, thành công, chúng ta bây giờ đều là cường giả đế cảnh, từng tiếng cười to vang lên, để đám người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế dùng sức vuốt mắt. Mấy trăm đại đế đồng thời độ kiếp, hơn nữa tất cả đều thành công. Cảnh tượng như thế này, đừng nói bọn hắn chưa thấy qua, coi như những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm kia, nghe cũng không nghe qua. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện, nhưng không có khả năng ở trong lòng bọn họ, bị thiếu niên này liên tiếp đánh vỡ, thương tích đầy mình. Thành tựu đại đế, liền phải gánh trách nhiệm của đại đế, chúng ta phải chiến đấu với thiên đạo, rất có thể cử tử nhất sinh, nhưng không chiến đấu, đồng dạng sẽ bị nó diệt sát, cho nên đã đến giai đoạn ngươi không chết thì ta vong nhiếp phân nhìn quanh một vòng cắt đứt mọi người hưng phấn hai mắt thả ra ánh sáng kiên định các vị có lòng tin cùng ta chiến một trận cuối cùng tranh thủ thu hoạch được thắng lợi hay không có cái gì thiên đạo con mẹ nó cút đi ai sợ ai dù sao cũng đã vạch mặt cùng nhau liên thủ giết chết nó đại đế tân tấn từng cái khí tức như hồng bọn hắn tựa như nghé con mới vừa sinh ra không có bất kỳ e ngại gì có lẽ chúng ta thật sự có thể thành công. Nhìn thấy một đám đại đế như vậy, còn có nhiếp phân tiện tay có thể làm cho cường giả thiên đạo đạt tới đế cảnh. Những lão quái vật sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên kia, từng cái đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy lòng tin. chương 3631, Thiên đạo hóa hình 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trước đó bọn hắn cảm thấy đối nghịch thiên đạo là lấy trứng trọi đá, chỉ là bị ép mới đáp ứng, giờ phút này biết, chỉ sợ thật có khả năng hoàn thành làm được sự tình mà mấy ngàn kỷ nguyên qua tất cả đại đế đều không hoàn thành được hô thời điểm đám người khí thức như lô từng cái ý chí chiến đấu sục sôi không gian trước mắt vặn vẹo một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra đạm đài lăng nguyệt nàng và thiên đạo thôn vệ xong bản nguyên còn dư lại đi tới thời khắc này nàng lần nữa khôi phục lạnh lùng như ban đầu ở thiên địa lục đạo tựa như một vị tiên tử chân chính băng thanh ngọc khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn tùy thời có thể tung bay mà đi thế nào thấy nàng về, nhiếp vân nhìn sang, mặc dù hắn có thể từ trong cơ thể đối phương cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận, nhưng lại không biết cùng thiên đạo tranh đoạt, cuối cùng tình huống như thế nào. Ta tranh đoạt đại khái hai thành bản nguyên, đạm đài lăng nguyệt nói, hai thành, nhiếp vân nhíu mày một cái, ta cũng tranh đoạt đại khái hai thành, nói như vậy, thiên đạo tranh đoạt đại khái sáu thành. Phần thắng của chúng ta còn không lớn, bởi vì thần giới bản nguyên mất đi hạch tâm, đã sớm tán giật. Kỳ nguyên này bắt đầu ước vạn năm thời gian, thì có tiếp cận một nửa bị thiên đạo thôn phệ, nhiếp vân cùng đạm Đài lang Nguyệt có thể ở cuối cùng đoạt lại bốn thành, đã tính cực kỳ nghịch thiên. Dù sao, thiên đạo cường đại như thế, cùng bọn hắn tranh đoạt, cũng chỉ đoạt 20% còn dư lại, 80% đều bị hai người chia cắt. Thiên đạo khống chế thần giới, lại cướp đi 60% bản nguyên, cùng đối phương chiến đấu, phần thắng cũng không phải rất lớn. Bất quá, coi như không lớn, vẫn phải chiến một trận. Thiên đạo bởi vì không có thành hình, Tốc độ hấp thu bản nguyên không có nhanh như các ngươi, mới ở cuối cùng để cho các ngươi cướp đi nhiều như vậy. Không thành hình, là ưu thế của nó, không cách nào tổn thương, đương nhiên cũng là khuyết điểm, không cách nào di động đào tẩu, ta xem không bằng hiện tại liền động thủ, một khi chờ nó kéo một đoạn thời gian, triệt để luyện hóa bản nguyên, ngưng tụ thành hình, muốn thắng sẽ càng khó khăn." Thần nông đại đế nói ra ý nghĩ của mình. "Không sai, tốt nhất hiện tại liền động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Nhiếp phân cũng gật đầu đang muốn nói tiếp an bài phương án chiến đấu chỉ thấy đạm đài lăng nguyệt ngưng trọng nhìn qua nhiếp vân ta có một biện pháp có lẽ có thể thành công biện pháp gì nhiếp vân nhìn qua ta là thiên đạo sư có được năng lực hóa thân thiên đạo hiện tại thôn vệ thần giới bản nguyên đã trở nên cực kỳ phù hợp với thần giới nếu để cho ta hóa thân thiên đạo mà nói có lẽ có thể bước thiên đạo nguyên bản ra chém giết nó đạm đài lăng nguyệt chậm rãi nói không được nàng lời còn chưa nói hết liền bị nhiếp phân cắt ngang. Ngươi đã hóa thân qua thiên đạo một lần, ta không thể lại mất đi ngươi. Lần này, vận mệnh phải khống chế ở trong tay chúng ta. Hai mắt nhiếp phân kiên định, mang theo kiên quyết không thể lay động. Ta, nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên, trong lòng đạm đài lăng nguyệt mềm nhũn, lập tức hiểu được. Thời điểm ở thiên địa lục đạo, nàng vì cứu vất thương sinh hóa thân thiên đạo, mặc dù cứu được thế nhân, nhưng thiếu niên lại như bị điên, không ăn không uống không ngủ không nghỉ ngồi ở trên ngọn núi ba vạn năm, thật vất vả phục sinh, chẳng lẽ còn muốn để hắn như vậy? Ta sẽ không để cho ngươi rời đi, vô luận khó khăn như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt, muốn chết. Cùng chết, muốn sống, cùng sống, nhẹ nhàng nắm tay của thê tử, nhiếp vân kiên định nói. Được, ta đáp ứng, Khóc mắt của đạm đài lang nguyệt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Nàng biết, nếu như nàng thực giống như trước đây không chào mà. Đi, hóa thân thiên đạo, thiếu niên này nhất định sẽ không tha thứ nàng, nhất định sẽ lâm vào điên dại không cách nào tự kiềm chế. Đã như thế, còn không bằng đồng sinh cộng tử, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Thời điểm trong lòng hai người làm ra quyết định, cùng nhau đối mặt, thần nông đại đế đột nhiên mở miệng. Ân, chẳng lẽ tiền bối có biện pháp gì tốt? Nhiếp vân nhìn qua, hoàn toàn chính xác có một biện pháp tốt. Con mắt của thần nông đại đế lóe lên, trong cơ thể nhiếp vân hình thành giới vực hoàn mỹ, đã là một thần giới mới, trong đó cũng có thể hình thành thiên đạo, duy trì trật tự nếu như dùng thiên đạo này đến thôn vệ thiên đạo thần giới, có thể thành công hay không? Cái này, nhiếp vân sững sờ, nhãn tình lập tức sáng lên. Đúng, hắn lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, không chỉ nắm giữ một thế giới, còn là một vị thiên đạo sư, luân hồi sư. Ở trên thiên đạo lý giải, cũng không kém đạm đài lăng nguyệt chút nào. Trước ở thế giới của ta, làm ra một thiên đạo duy trì trật tự. Nghĩ đến điểm này, nhiếp vân cười ha ha một tiếng. Thế giới nạp vật của hắn, mặc dù định chế quy tắc, lại không có thiên đạo, hắn là trưởng khống giả, muốn xác lập một cái, vô cùng đơn giản. Hiện tại chỉ là nghĩ biện pháp tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Âm âm, đang suy tư, đến cùng người nào có thể làm, thiên địa một trận oanh minh, màn đen xuất hiện, rất nhiều đế thú, đế huyền chạy trốn lần nữa lao đến. Thiên đạo cũng biết thời gian không đợi người, thế mà đi đầu phát động công kích. Nhìn thấy vô số đế thú như con kiến vọt tới, thần nông đại đế nhíu mày. Bày trận, mọi người liên hợp lại cùng nhau, cùng bọn hắn liều mạng. Biết hạo kiếp cuối cùng rốt cuộc đến, hiên viên đại đế hét dài một tiếng, tập trung các đại đế ở chung một chỗ, la lên một tiếng. Cuối cùng quyết chiến, người không chết thì ta vong, muốn sống sót, muốn sống đến càng nhiều kỷ nguyên, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Các huynh đệ tỉ muội mỗi kỷ nguyên kết thúc, chúng ta đều sẽ chật vật ẩn núp khắp nơi, hôm nay, ta không ẩn núp, ta muốn quang minh chính đại chiến đấu. Dù chết, cũng phải lưu lại hành khúc huy hoàng, từng tiếng gầm thét vang lên. Trước đó rất nhiều đại đế nội tâm còn do dự, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hỏa diễm trong cơ thể đều bốc cháy lên. Bọn hắn biết, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có tiến lên mới có thể sống sót. Lưu lại hành khúc, ta sẽ thành toàn các ngươi, để toàn bộ các ngươi tử vong. Rất nhiều đại đế thiêu đốt chiến ý, ngay thời điểm song phương sắp đối mặt, đại chiến hết sức căng thẳng, một thanh âm không chứa tình cảm vang lên, nương theo thanh âm, rất nhiều đế thú trước đó cuồng mãnh vào tới đều ngừng lại, giống như cung kính đợi người nào đó chương 3632, Thiên Đạo Hóa Hình 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiên Đạo ngưng tụ thành hình, nghe được thanh âm, nhìn thấy cử động của đế thú cùng đế huyền, thần nông đại đế cùng nhiếp vân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi giật mình. Mới vừa nói qua, ưu thế của thiên đạo là vô hình vô chất, muốn thương tổn nó rất khó, nhưng nó muốn thương tổn mọi người, ngoại trừ hạo kiếp, thì không có thủ đoạn khác, tình huống như vậy, tổng thể mà nói, đám người còn có chiếm hữu ưu thế nhất định, dù sao mặc dù thần giới mênh mông, nhưng vẫn có phạm vi, chỉ cần đến bên ngoài thần giới chiến đấu, thiên đạo có mạnh hơn cũng không có khả năng buông xuống ý niệm, hạo kiếp cũng không đả thương được ai. Chỉ cần diệt những đế thú này, chẳng khác nào cho thiên đạo tổn thương nặng nhất. Chiến đấu cũng tương đương thắng lợi hơn phân nửa, nhưng một khi thiên đạo ngưng tụ thành hình, loại phương thức chiến đấu này liền không thể sử dụng. Ngưng tụ thành hình, tương đương với có ý chí như nhân loại, linh hoạt cơ động, lại thêm nó một người có thể mượn nhờ lực lượng toàn bộ thần giới, thực lực mạnh, chỉ sợ nhiếp vân cũng khó mà. Chống lại, dù sao, nhiếp vân chỉ luyện hóa 20% bản nguyên, mà đối phương lại luyện hóa 60%. Mặc dù nhiếp vân thôn vệ không ít đại đế, nhưng những đại đế này đều là thần giới đản sinh. So với thần giới minh mông mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu đám người dự định thừa thắng sông lên, trực tiếp ở thời điểm thiên đạo chưa thành hình ngăn cản, hiện tại xem ra. Đã không còn kịp rồi, mặc dù không biết nó dùng phương pháp gì, nhưng có thể nói chuyện có thể làm cho những đế thú này dừng bước lại cung kính đứng thẳng nói rõ nó khẳng định đã thành hình cô 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 quả nhiên hai người lo lắng mới xuất hiện phía trước vô số đế thú một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình là bộ dáng một cô gái khuôn mặt rất xa lạ chưa bao giờ thấy qua ca ca đây là một trong các nữ tử lúc trước đế huyền bắt đi hiến tế thanh âm của nhiếp đồng đột nhiên truyền tới bắt đi hiến tế chẳng lẽ đế huyền tìm kiếm linh hồn tinh khiết mục đích là vì hội tụ vật dẫn cho thiên đạo. Trong lòng nhiếp vân lục bộp, rốt cuộc minh bạch, thiên đạo muốn hóa thành nhân thể, tất nhiên cần vật dẫn, cái này giống như lúc trước cường giả thiên địa lục đạo muốn đi vào phù thiên đại lục vậy. Người linh hồn tinh khiết, vừa vặn có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Trước đó vẫn cho rằng, đế huyền tìm người linh hồn tinh khiết, hiến tế thiên đạo, là vì thu hoạch tín nhiệm của nó, bây giờ mới biết, ngay lúc đó nàng đã đầu phục thiên đạo, thay nó tìm vật dẫn thích hợp. Đáng giận, lúc trước nên không lưu tình chém giết nàng. Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, nếu như lúc trước trực tiếp chém giết Đế Huyền, sẽ không phiền toái như vậy. Chỉ tiếc, không có nếu như, xem như là hắn cũng không thể thay đổi lịch sử. Nhiếp Vân, ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi quy hàng, ngươi không đáp ứng, hiện tại không có cơ hội, bóng người xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt băng lạnh âm hàn, không có chút tình cảm nào. Đừng nói nhảm, muốn chiến, vậy liền đánh đi biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi, nhiếp vân lười nói nhảm với đối phương, hí dài một tiếng, vọt tới thiên đạo. ầm ầm người còn chưa tới trước mặt, Thánh Sơn liền bay ra, thẳng tắp đập tới. Giết hết tất cả bọn hắn cho ta, thiên đạo lạnh lùng nhìn qua, phân phó đế huyền cùng đế thú một tiếng, tay lật bàn một cái, lập tức đón đánh Thánh Sơn. Tê lạp, tê lạp, thiên địa vỡ vụn, hai người lập tức chiến đấu, toàn đều chết đi cho ta. Người mạnh nhất của thế lực song phương chiến đấu, người phía sau cũng không ngừng, đế huyền đi đầu lao đến đánh tới đám người hiên viên đại đế bất quá còn chưa tới trước mặt bóng người lóe lên một bóng hình xinh đẹp ngăn ở phía trước đối thủ của ngươi là ta đạm đài lăng nguyệt nhìn chằm chằm người đã từng là sư phụ trước mắt lạnh lùng nói không sai cánh cứng tắp rồi vậy để ta xem một chút ngươi đến cùng có thực lực gì thấy nàng ngăn trở đế huyền hí dài một tiếng lập tức chiến đấu chung một chỗ phía dưới đế thú cùng đám người hiên viên đại đế chiến đấu cũng đã bắt đầu ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. mỗi một lần đối công đều có vô số đế thú vẫn lạc đồng thời cũng không ít đại đế tử vong chiến đấu là tàn khốc chân chính bắt đầu ai cũng không dám bảo đảm có thể nhất định sống sót giết giết nhiếp đồng không có cùng những người khác liên hợp mà lao vào trong đám đế thú từng bước một tiến về phía trước chỗ kiếm mang đến từng đế thú không ngừng vẫn lạc giờ phút này hắn tựa như một cỗ máy thu hoạch tính mạng đi cũng không nhanh xuất kiếm cũng không nhanh nhưng chẳng biết tại sao chỗ hắn đến, đế thú không ngừng tử vong. Mấy người hiên viên đại đế, phổ thiên đại đế cũng xông vào trong đám đế thú, hiên viên kiếm huy sái, chỗ kiếm mang đến đế thú nhao nhao tử vong. Đương nhiên, nổi bật nhất vẫn là nhóm đại đế sống nhiều kỳ nguyên, dù nhóm người này chỉ khoảng 10 người, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều có chỉ ít mấy chục con đế thú vẫn lạc, tốc độ chém giết so với mấy trăm đại đế mà nói còn nhanh hơn không ít. Song phương liều chết giao chiến, bên nhiếp vân cũng cùng thiên đạo đại chiến. Dầm dầm dầm, Thánh Sơn ở trên tay hắn không ngừng vung vẩy, lực lượng như phong bạo đánh tới, thiên đạo lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên trước mắt, phảng phất như nhìn một con sâu kiến. Cút ngay, gầm nhẹ một tiếng, ngón tay bỗng nhiên gảy tới. Bành, Thánh Sơn cùng ngón tay của nàng đụng một cái, không gian lập tức xé rách, một cỗ lực lượng hùng hậu tuôn ra, dọc theo Thánh Sơn rót vào trong cơ thể nhiếp phân. Tê lạp, cỗ lực lượng này mang theo lực lượng xé rách cường đại, nhiếp phân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cả người sắp muốn nổ tung gồm phun máu tươi vẫn như cũ một chiêu không nghĩ tới hắn trở nên mạnh như vậy ở trước mặt đối phương vẫn như cũ một chiêu cũng không kiên trì nổi đáng giận nhiếp vân nhíu mày lực lượng trong cơ thể xoay chuyển hoàn toàn khôi phục ta có được toàn bộ thần giới làm hậu thuẫn lại luyện hóa 60% thần giới bản nguyên người căn bản không phải là đối thủ thiên đạo cười lạnh lần nữa điểm tới bành nhiếp vân bay ngược ra máu tươi vung vẩy mặc dù hắn không cách nào chiến thắng thiên đạo nhưng thiên đạo muốn giết. Hắn, cũng không dễ dàng như vậy, chẳng lẽ một mực bị động bị đánh, con mắt của nhiếp vân đỏ tươi, chiến đấu ngay từ đầu hắn liền bị động bị đánh, chẳng lẽ lần này chống lại phải lấy thất bại kết thúc. chương 3633, 100 châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Không thể, cắn răng, bỗng nhiên bàn tay của nhiếp vân chảo một cái. Âm âm, thi thể đế thú tử vong ở phía dưới bị hắn thu vào thế giới nạp vật giờ phút này đã chết tiếp cận ngàn con đế thú. Những gia hỏa to lớn này vừa tiến vào thế giới nạp vật, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành năng lượng. Cô, cô 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 cô, một trận oanh minh kịch liệt, thực lực của nhiếp vân bỗng nhiên tăng lên. Châu, 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 thời gian nháy mắt, thực lực đạt đến 40 châu. Bất quá, còn chưa đủ. Hô, thân ảnh nhoáng một cái, thuấn di rời đi, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trong đám đế thú, thánh sơn bỗng nhiên nện xuống không gian giam cầm của thiên đạo hữu dụng với những đại đế khác, nhưng đối với nhiếp vân có được thế giới nạp vật mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn, có thể nhẹ nhõm đi địa phương hắn muốn đi. Âm ầm thánh sơn rơi xuống, đế thú lập tức chết một mảng lớn, lại có hơn ngàn con, tinh thần khẽ động, thu hơn ngàn con đế thú này vào thế giới nạp vật, sau một khắc lại xuất hiện ở chỗ đế thú dày đặc khác. Người muốn chết, thiên đạo không nghĩ tới nhiếp vân đang cùng nàng chiến đấu, loại xoay người bỏ chạy, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền diệt sát vô số đế thú, tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Vội vàng đuổi tới, bất quá, nhiếp vân căn bản không chính diện chiến đấu với nàng, một khi thuấn di, tất nhiên xuất hiện ở trong đám đế thú, vừa ra tay nhiều nhất hơn ngàn con, ít nhất mấy trăm con bị nện thành bánh thịt. Chỉ mới tức, nguyên bản gần 10 ngàn đế thú đã tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ tất cả thi thể đều tiến vào thế giới nạp vật. Dầm dầm rầm có những đế thú này bổ sung lực lượng, lực lượng của nhiếp vân nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã đột phá 50 châu. Châu, 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 thời gian nháy mắt, phạm vi của thế giới nạp vật đến được phạm vi 100 châu. Mà thực lực của hắn, so với vừa rồi cũng tăng lên chỉ ít gấp 10 lần. Bất quá, đã tới phạm vi 100 châu, thế giới nạp vật bắt đầu xuất hiện không ổn định, cảm thấy không có kiên cố như trước đó. Địa phương càng lớn, càng khó khống chế, xem ra thực cần một thiên đạo duy trì thế giới nạp vật nhiếp vân cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, coi như hắn làm trưởng khống giả, năng lực trưởng khống rất mạnh, có thể một lời để thế giới sinh, một lời để thế giới diệt, nhưng cái thế giới này thực sự quá lớn, không có thiên đạo trói buộc, vẫn như cũ xuất hiện chưa vững chắc. So sánh thế giới với nhà cao tầng, thiên đạo chính là khung xương xuyên qua trong đó, diện tích nhà càng lớn, càng không kiên cố, không có khung xương mà nói, rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá, nếu như làm tốt khung xương, liền có thể tránh loại tình huống này. Nhưng tìm ai làm thiên đạo của ta nguyệt nhi tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất nhưng khẳng định không được một khi đạm đài lăng nguyệt trở thành thiên đạo sẽ mất đi bản thân đây là hắn không nguyện ý thấy đúng rồi ta cũng là thiên đạo sư ta có thể tự mình tiến tới a à. linh quang lóe lên nhiếp phân nở nụ cười chỉ nghĩ để cho người khác làm thiên đạo lại quên bản thân hắn là thiên đạo sư lý giải đối với thế giới nạp vật so với bất luận kẻ nào đều cao minh hơn đổi lại ai cũng không bằng hắn đến phù hợp nhất thực tế nhất chỉ bất quá hóa thân thiên đạo chẳng khác nào biến thành quy tắc biến mất ở trong thế giới cùng đạm đài lăng nguyệt hóa thân thiên đạo không có khác nhau chút nào bất quá nhiếp phân có biện pháp khác nhất khí hóa tam thanh tinh thần khẽ động ba nhiếp phân đồng thời xuất hiện ở trước mặt mặc dù bây giờ thực lực đạt đến chư thiên đỉnh phong nhất nhưng tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh còn có thể sử dụng đồng dạng có thể biến hóa ra ba nhiếp phân thực lực giống nhau như đúc hóa thân thiên đạo một cái phân thân trong nháy mắt tiến vào thế giới nạp vật biến thành thiên đạo bởi vì bản thân hắn là trưởng khống giả biến thành thiên đạo thực sự quá đơn giản không có bất kỳ khó khăn gì ân cái này phân thân biến thành thiên đạo linh hồn của nhiếp phân phảng phất như toàn bộ dung nạp vào thế giới mỗi một tấc bùn đất mỗi một phần không khí của thế giới đều ở trong trưởng khống của hắn cái này là năng lực của thiên đạo chấn kinh tại nguyên chỗ nhiếp phân có chút không dám tin tưởng thế giới nạp vật là hắn sáng tạo hắn muốn hủy diệt liền có thể hủy diệt muốn sinh ra liền có thể sinh ra có thể khống chế toàn bộ thế giới nhưng loại năng lực chúa tể cao cao tại thượng này giống như thiên đạo là hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt phân thân biến thành thiên đạo thật giống như chính hắn biến thành thế giới nạp vật hắn chính là thế giới nạp vật thế giới nạp vật chính là hắn cả hai không cách nào chia cắt ta đã biết sở dĩ ta bồi dưỡng đại đế cần không ngừng thôn vệ năng lượng mà thần giới lại không cần nhiếp phân nhẹ nhàng cười một tiếng trước đó hắn liền kỳ quái thế giới nạp vật bồi dưỡng đại đế sẽ để cho toàn bộ thế giới rất gấp mà thần giới sẽ không xuất hiện loại tình huống này thì ra là thế câu thông hóa thân thiên đạo nhiếp phân cảm ứng được một cánh cửa khổng lồ mặc dù không biết kết nối chỗ nào lại biết tất cả năng lượng linh khí duy trì thần giới vận chuyển đều từ trong này tiến vào xoạt câu thông cánh cửa này một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt thấm nhuần toàn thân để cả người hắn đạt được tinh hoa trong chốc lát cơ bắp linh hồn thân thể một lần nữa gây dựng lại cải biến hình thái, trở nên càng thêm cường đại, càng có lực lượng. Mà bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn, cũng đang nhanh chóng bổ sung, tăng lớn thật nhanh. Nếu như nói trước đó bản nguyên của hắn chỉ là hài nhi, sau khi thôn phệ 20% thần giới bản nguyên, biến thành hài tử 3-4 tuổi, mà bây giờ, mỗi một cái hô hấp đều có thể từ sau môn hộ hấp thu lực lượng vô cùng vô tận tưới nhuần bản nguyên, hài tử 3-4 tuổi, mắt trần có thể thấy được tăng lớn. 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, mười mấy tuổi, không đến năm cái hô hấp đã đạt tới cấp bậc thanh niên, hùng tráng hữu lực. Chết, đúng lúc này, thiên đạo đã vào tới trước mặt, ngón tay nhập lại làm kiếm, thẳng tắp đâm đến ngực nhiếp vân. Nhiếp vân, cẩn thận, nhiếp vân không ngừng giết chóc, để những đại đế khác dễ dàng không ít, luân phiên công kích, rất nhiều đế thú cũng diệt không sai biệt lắm, đúng lúc này nhìn thấy một màn kia, từng cái vội vàng hô lên. Trường 3634, Vĩnh Hằng kết thúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com coi như bọn hắn giết sạch rồi đế thú nhưng chỉ cần nhiếp vân bại vẫn như cố toàn bộ phải chết thiên đạo không có khả năng cho phép bọn hắn sống sót bởi vậy bọn họ chiến đấu chỉ là phụ trợ nhiếp vân chiến đấu mới chính thức quyết định thành bại vừa rồi nhiếp vân luân phiên bị đánh không có sức đánh trả đám người đều thấy được hiện tại ngay cả chạy trốn cũng không trốn chẳng lẽ một phen tâm huyết lần nữa hóa thành bọt nước nhiếp vân ngươi nhất định phải thành công ta đã thành công chỉ nhìn ngươi đạm đài lăng nguyệt ở một bên cũng nhìn lấy trên không trung mặt mũi tràn đầy lo lắng thời khắc này đế huyền bay ở trên không trung lại không có bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người trước đó mà biến trở về bản thể tổn tâm thú làm rất nhiều đại đế không ngừng nôn mưa đối với vị sư phụ này nàng vẫn không hạ sát thủ được cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ tu vi không có tu vi nàng không còn cách nào duy trì hình tượng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chỉ còn lại có bản thể hơn nữa toàn bộ kinh mạch vỡ vụn thần nông đại đế tự mình xuất thủ, cũng không thể để cho nàng khôi phục. Nguyên lai đây là chỗ giáp nhau của thần giới bản nguyên. Cảm nhận được bổn nguyên trưởng thành, nhiếp vân rốt cuộc minh bạch, cánh cửa này là cái gì? Mặc dù thần giới bản nguyên có thể cung cấp năng lượng liên tục không ngừng duy trì thần giới vận chuyển, nhưng bởi vì địa phương này sau khi phân thân của hắn biến thành thiên đạo, cùng thế giới dung hợp lại, trong lúc vô tình triệt để kết nối. Nói cách khác, từ nay về sau, vô luận nhận tổn thương bao lớn, dù bản nguyên bị hao tổn, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm là có thể thông qua hấp thu lực lượng bên trong môn hộ, triệt để phục hồi như cũ. Toàn bộ thần giới đã không ai có thể để hắn thụ thương, để hắn kiêng kỵ. Hô, Nhiếp Vân mở to mắt, trùng hợp nhìn thấy ngón tay của Thiên Đạo đâm vào trước mắt. Phốc, ngón tay chỉ ở trên lồng ngực của hắn, ngay cả da cũng không phá. Cái này chính là lực lượng của ngươi, cũng chả có gì đặc biệt nha. Nhiếp Vân cười cười, cái này, điều đó không có khả năng ta có được 60% bản nguyên, có được thần giới làm hậu thuẫn, người làm sao có thể mạnh hơn ta. Thiên đạo không nghĩ tới một kích toàn lực, ngay cả da của đối phương cũng không rách, con người co rụt lại, điên cuồng giống lên, từng chiêu không ngừng điên cuồng công kích nhiếp phân. Bành 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 bành, từng chiêu tuyệt mệnh rơi vào trên người nhiếp phân, nữ tử do thiên đạo hóa thân điên cuồng công kích, giống như tình lữ cãi nhau, đánh vào trên người nhiếp phân không có sinh ra hiệu quả mảy may. Cái này, sao có thể, ta không nhìn lầm chứ, tất cả mọi người phát ngộng, ngay cả đạm đài lăng nguyệt cũng không ngừng nháy mắt, giống như choáng váng. Vừa rồi nhiếp vân còn bị đánh đến liên tục chạy trốn, phản kháng cũng không phản kháng được, làm sao hiện tại trở nên mạnh như vậy. Tùy ý đối phương đánh vào người, cũng không có việc gì. Chơi chán chưa, mặc cho đối phương liên tục đánh mấy lần, nhiếp vân rốt cuộc xác định thực lực của mình, đã không phải là thiên đạo trước mắt này có thể chống lại, nhíu mày. Chờ tay đánh tới, ba, thiên đạo ngay cả phản kháng cũng không có, bay rớt ra ngoài. Không, không có khả năng, thiên đạo điên rồi, nàng là thiên đạo, trong vô số kỷ nguyên là thiên đạo cường đại nhất, làm sao có thể ngay cả một nhân loại cũng không tiếp nổi. Không có gì không có khả năng, cuộc sống của ngươi đến đây chấm dứt. Nhiếp vân cũng không nhiều lời, bàn tay nhấn xuống, âm ầm thiên đạo ở trong hoảng sợ hóa thành cho tàn, chữa trị thần giới, ngón tay của nhiếp vân điểm một cái, một cỗ bản nguyên chi khí nồng nặc phun ra, thần giới bởi vì chiến đấu mà phá toái, mấy hơi thở qua đi, trở nên giống như trước kia, mặc dù sinh linh tử vong 90% trở lên, nhưng chỉ cần thần giới vẫn còn, sớm muộn cũng có thể triệt để khôi phục lại. Ta là thiên đạo, chữa trị thần giới xong, nhiếp vân lần nữa hừ nhẹ, nhất khí hóa tam thanh biến thành một phân thân khác, lập tức nổ tung, biến thành thiên đạo mới của thần giới. Trong nháy mắt, thần giới cũng hoàn mỹ nằm ở trong tay hắn. Ba năm sau, thần giới lần nữa khôi phục rầm rộ như dĩ vãng, rất nhiều đại đế bình an ở chung, không cần lo lắng bởi vì kỷ nguyên kết thúc mà tử vong nữa. Nhiếp Vân, ngày mai sẽ là hôn lễ của nhiếp đồng cùng linh tú đại đế, người định đưa lễ vật gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói, đưa lễ vật gì, ta đã suy nghĩ kỹ, mơ ước lớn nhất của hắn chính là mở một kiếm đạo tông môn, ta ở thần giới cùng thế giới nạp vật đều thành lập kiếm thần môn, hắn là tông sư khai phái, về sau tất cả mọi người muốn học kiếm pháp đều sẽ nghe hắn truyền thụ. Nhiếp Vân nói, thời gian 3 năm, nhiếp phân chuyển vô số sinh linh thần giới vào thế giới nạp vật thời gian gia tốc trong thế giới nạp vật cũng biến thành phồn hoa giống như thần giới có vô số sinh linh mà nhiếp phân tương đương một người nắm trong tay hai thần giới là trưởng khống giả vô địch chân chính xin lỗi ta cuối cùng không có dũng khí giết nàng nghe được nhiếp phân quyết định đạm đài lăng nguyệt cười cười đột nhiên nghĩ tới một sự kiện thần sắc ảm đạm tu vi phế hết nàng cũng đã nhận được báo ứng lớn nhất chỉ là tội cho tình si đạo tôn nhiếp vân lắc đầu đạm đài lăng nguyệt cuối cùng không có giết đế huyền nhiếp vân cũng lười động thủ bất quá tu vi của nàng bị phế biến trở về bản thể không bao giờ còn có thể biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vốn cho rằng nàng sẽ tự sinh tự diệt ai ngờ tình si đạo tôn đến khẩn cầu nhiếp vân đưa nàng cho bản thân nhiếp vân gật đầu đáp ứng thế là tình si đạo tôn mang theo tổn tâm thú phiêu nhiên mà đi xem ra hắn rốt cục khắc phục tâm ma thực hiện lời thề không rời không bỏ chỉ bất quá, kết quả này, đối với hắn có chút tàn nhẫn. Đúng rồi nhiếp vân, người nói thời điểm chiến đấu với thiên đạo, phân thân biến thành thiên đạo, đột nhiên cảm ngộ mộ đến một cánh cửa khổng lồ, có thể từ đó hấp thu bản nguyên chi lực cho thần giới. Kia rốt cuộc là địa phương nào, chẳng lẽ bên ngoài thần giới, còn có thế giới khác? Lạc Khuynh Thành ở một bên nhịn không được hỏi, lúc này bích lạc tiên tử cùng Lạc Khuynh Thành, bụng đều phồng lên, không cần nhìn, cũng biết đã hoài thai. Thời gian 3 năm, nhiếp phân triệt để buông ra khúc mắc chuẩn bị đón hài tử chào đời nghe nói như thế nhiếp phân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt của hắn tựa hồ xuất hiện một cánh cửa khổng lồ mà đằng sau môn hộ rốt cuộc là cái gì chỉ có hắn tự mình biết từ khi câu thông cánh cửa kia thần giới cùng thế giới nạp vật liên tục không ngừng coi như hậu nhân người người đều thành đại đế cũng không cần dựa vào hủy diệt thế giới để duy trì lúc trước sở dĩ thần giới sẽ bị tiêu diệt là bởi vì bản nguyên